Trưng Mệnh Đế Tiên, tập 446. Lão tổ Minh Vương điên cuồng tung ra một chưởng đánh vào huyết hải tịch diệt. Diệp Thái Hạo không suy nghĩ nhiều, anh cứ thế bay vào hố lên không gian. Anh đã đạt được mục đích lần này nên không cần thiết phải phân cao thấp với thánh nhân làm gì. Có đánh tiếp thì chắc chắn anh sẽ thua. Mặc dù Diệp Thái Hạo đi rồi, nhưng huyết hải tịch diệt của lão tổ Minh Vương lại nghiền nát hư thiên cả hàng chục trượng xung quanh. Rất nhiều người của Minh Vương Tông bị liên lụy, trong đó không thiếu người có tu vi yếu, bị tiêu diệt chỉ còn là làn khói bay đi. À! Lão tổ Minh Vương lại gào thét, đôi mắt vương tơ máu, sát khí ngút trời khiến cho thiên địa kết thêm lớp hàn băng. Minh Vương Tông gặp nạn, binh khí bán mệnh của một thánh nhân và chín chuẩn thánh đã bị cướp sạch. Ngoài ra còn rất nhiều túi đựng đồ của các trưởng lão cũng biến mất. Đây là tổn thất nặng nề đến mức nào chứ? Chỉ trong một ngày mà Minh Vương Tông đã bị càn quét hết lần này tới lần khác và còn bị càn quét hết sạch, khiến cho người của Minh Vương Tông phát điên. Phía bên này, Diệp Đào đã ôm một đống túi đựng đồ quay về hố đen không gian tìm Chu Ngạo và Nguyệt Thiền Huân. Thấy Diệp Đào quay lại, lại nhìn thấy đứng được túi đựng đồ trong người anh, Chu Ngạo và Nguyệt Thiền Huân tặc lưỡi. Không cần họ cũng biết anh đã càn quét được không ít bảo bối. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì sao bọn họ có thể ngờ tới một tu sĩ cảnh giới hoàng lại to gan như vậy, năm lần bảy lượt đại náo Minh Vương Tông. Đi thôi. Diệp Đào tét nụ cười, anh là người đầu tiên bước đi. Chu Ngạo, Nguyệt Thị Huân lại lần nữa tặc lưỡi rồi lần lượt đi theo. Chặng đường này Diệp Đào không hề nhàn rỗi, anh đem toàn bộ bảo bối càn quét được phân chia, nào đan dược, pháp khí, bí quyển, bí thuật, linh thảo hay những thứ lộn xộn khác. Chu Ngạo và Nguyệt Thị Huân không khỏi bất ngờ vì không nới tới nửa canh giờ mà Diệp Đào lại cướp được nhiều như vậy. Ừng cái nào thì cứ chọn đi. Diệp Đào vẫn hào phóng như trước đây, anh bày bảo bối ra, món nào cũng lấp lánh tiên quang, chóa mắt giữa hố đen không gian. Thôi bỏ đi, để giữ lại mà dùng. Chu Ngạo và Nguyệt Thị Huân xua tay cười đáp. Diệp Đào mỉm cười không cưỡng cầu, anh tiếp tục đem pháp khí để chung vào nhau. Lúc này số lượng pháp khí có thể chất thành cả ngọn núi. Hỗn độn thần đỉnh tự bay ra ngoài, đại đỉnh rung lên hút trọn tinh khí của pháp khí rồi biến thành vật dưỡng thân. Không tồi. Diệp Đào lấy ra vò rượu, anh mỉm cười nhìn hỗn độn thần đỉnh. Điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối đó là hỗn độn thần đỉnh hút bao nhiêu pháp khí như vậy mà không hề tiến giới tới cảnh giới thánh binh. Có điều hỗn độn thần đỉnh càng như vậy thì anh lại càng xem trọng. Nếu như dễ dàng tiến giới thì lại không phải là hỗn độn thần đỉnh nữa rồi. Thần khí hủy diệt, hủy thiên diệt địa cần thời gian tích lũy từng bước một mới quý. Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi. Khi Diệp Đại Hào đưa Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân ra khỏi hố đen không gian, bên ngoài là một tinh không yên tĩnh. Vừa mới đi ra, Diệp Đào đã loạng choạng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Vẻ mặt anh thoáng chốc tái nhợt, đến khí huyết dồi dào cũng mất đi rất nhiều, trở nên rất không ổn định. Bị thương sao? Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều tiến lên, lo lắng nhìn Diệp Đào. Không sao. Diệp Đào mỉm cười lau vết máu bên khóe miệng. Không phải bị thương, mà anh vốn vẫn luôn bị thương. Đó là vết thương do thiên kiếm gây ra. Lại thêm hôm nay, sử dụng tiên nhãn quá nhiều lần, nên mới khiến vết thương tái phát. Đi thôi. Diệp Đào lại nở nụ cười trấn an rồi cất bước đầu tiên. Không biết qua bao lâu, ba người mới đáp xuống một cổ tinh. Cổ tinh này là Nam Thiên Tinh, kích thước nhỏ hơn Minh Vương Tinh, nhưng cũng vạn vật sinh sôi tươi tốt, linh lực dồi dào, sông núi được một tầng mây mù lượn lờ bao phủ. Như thường lệ, Diệp Đào đáp xuống là bắt đầu nhận tính, hy vọng Nam Thiên Tinh này ngoài Hoa Vân ra còn có người chuyển kiếp khác. Chu Ngạo và Nguyệt Thị Huân không làm phiền, họ đều nhìn Diệp Đào với ánh mắt đầy mong đợi. Diệp Đào tính một lúc, lông mày không khỏi nhướng lên, vẻ mặt cũng dần trở nên kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, Chu Ngạo cau mày, không khỏi hỏi thử, thế nào, Nam Thiên Tinh này ngoài Hoa Vân ra còn có người nào chuyển kiếp nữa hay không? Có mấy người thế? Chu Ngạo vội vàng hỏi. Rất nhiều. Diệp Đào mỉm cười thu lại thần thông. Một câu nói của anh khiến Chu Ngạo và Nguyệt Thị Huân đều sững sờ. Đến Tiên Sơn, nhà họ Mạc trước đã.
Diệp Đào nở nụ cười bí ẩn, bước vào Vân Thiên mù sương. Cứ thu được khoảng 4-5 tiếng là giọng bắt đầu khàn. Thành ra mọi người thông cảm, át hơi e hèm một xíu nha. Chu Ngạo và Nguyễn Thị Huân lần lượt theo sau với vẻ mặt kích động. Nhìn vẻ mặt Diệp Đào thì tiên sơn nhà họ Mạc thật sự có không ít người chuyển kiếp của đại sở. Đây có lẽ chính là nơi tụ họp trong truyền thuyết. Không lâu sau, ba người đáp xuống một tiên sơn. Tiên sơn nhà họ Mạc không kém hơn Minh Vân Tông là bao. Núi non xinh đẹp, mây mù lượn quanh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Ê! Ba người vừa tới đã nghe thấy một tiếng hô ngạc nhiên. Đó là một bóng người xinh đẹp mặc áo tím đang bay tới từ một hướng trên hư thiên. Nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Giao Khê mà Diệp Đào và Chu Ngạo đã gặp ở tiên sơn Minh Vương hay sao? Giao Khê đáp xuống, mỉm cười nhìn Diệp Đào và Chu Ngạo. Hai vị đạo hữu lại gặp nhau rồi, hai vị cũng tới tìm Mạc Phong sao? Đúng vậy, Diệp Đào khẽ cười. Vậy thì vừa hay, cùng vào đi. Giao Khê rất nhiệt tình, nói rồi lại nhìn Nguyệt Trì Huân đang mặc áo bào đen. Đôi mắt đẹp của cô ấy hơi nheo lại. Vị đạo hữu này có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Chắc tiên tử nhận nhầm rồi đó. Có lẽ là vậy. Giao Khê bình thường trở lại, rồi cất bước bay vào tiên sơn nhà họ Mạc. Cô ấy có thiên nhãn. Diệp Đào tiếp bước rồi truyền âm cho Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân. Bảo sao? Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều cười. Thực sự rất nhiều đấy. Diệp Đào bay sau lưng Giao Khê, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh tiên sơn nhà họ Mạc. Anh sử dụng Chu Thiên diễn hóa có thể tìm được rất chính xác vị trí của người chuyển kiếp. Nhìn một lúc, Diệp Đào khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn về nơi sâu trong tiên sơn nhà họ Mạc. Dường như có thể nhìn thấy một tòa địa cung xuyên qua làn mây mù. Ở đó có một ông lão với hình thái đáng sợ. Thiên nhân ngũ suy kiếp. Diệp Đào lẩm bẩm, nhận ra đó là hình thái gì? Đó chẳng phải là hình thái khi chuẩn thánh độ thiên nhân ngũ suy kiếp sao? Đúng là bất ngờ. Lại thì thầm một tiếng nữa, rồi Diệp Đào mới từ từ dời mắt. Rất nhanh, bốn người họ lần lượt đáp xuống một đỉnh núi. Vừa tới, Diệp Đào đã thấy Hoa Vân đang ngồi dưới gốc cây linh quả đọc sách cổ. Trông hắn ta giống một tu sĩ, nhưng lại càng giống thư sinh hơn. Toàn thân trông không thấy một chút vẻ tàn độc nào. Thông thường, càng là những người như Hoa Vân lại càng không đơn giản. Đó là cảnh giới trở lại nguyên trạng. Chẳng trách thiên phú của hắn ta được cả Huyền Thiên Tinh Vực ca tụng, có thể sánh vai với Sách Vân Nam. Bên này, Hoa Vân thấy Giao Khê tới thì buông quyển sách xuống, nhưng khi nhìn thấy Diệp Đào và Chu Ngạo thì hắn ta lại ngạc nhiên. Họ tới tìm huynh đó. Giao Khê mỉm cười chỉ vào Diệp Đào và Chu Ngạo. Nhìn ra rồi. Hoa Vân khẽ cười, có cảm giác quen thuộc khó hiểu với Diệp Đào và Chu Ngạo. Muội đi tìm Nguyệt tỷ tỷ đây, mọi người nói chuyện đi. Giao Khê nói xong thì xoay người bay ra khỏi núi. Nhàn nhã thật đấy. Giao Khê đã đi, Chu Ngạo cũng không coi mình là người ngoài nữa, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, sau đó lấy bình rượu ra. Nhìn Hoa Vân ngượng ngùng nói, thần tử mà đương nhiên nhàn nhã rồi. Diệp Đào nói rồi vung tay tạo kết giới bao phủ toàn bộ ngọn núi này. Hai vị, Hoa Vân quay về nào. Hoa Vân chuyển kiếp còn chưa nói xong, Diệp Đào đã bắn kim quang vào đầu lông mày hắn ta. Hoa Vân chuyển kiếp lập tức run lên, ôm chặt đầu, vẻ mặt đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Một luồng sức mạnh bí ẩn mà mạnh mẽ xâm nhập vào thần hải của hắn ta, mang theo ký ức từ kiếp trước. Chờ đi. Diệp Đào cùng tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lấy một bình rượu ra như Chu Ngạo. Phong cảnh nơi này đẹp đấy. Chu Ngạo nhìn quanh. Nhà họ Mạc là thế lực lớn, đương nhiên không tầm thường. Nguyệt Trì Huân cũng ngồi xuống, sau đó nhìn Hoa Vân vẫn đang ôm đầu trên trĩ. Hắn đau đớn thế kia, không có chuyện gì chứ? Không sao đâu. Chu Ngạo mỉm cười, chẳng phải nàng cũng từng như vậy hay sao? Cảm giác không ổn lắm. Khi Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân trò chuyện thì Diệp Đào lại nhìn ông lão nhà họ Mạc đang độ thiên nhân ngũ suy kiếp. Hình thái của ông ta còn đáng sợ hơn Nhược Thiên Chu Tước ngày đó. Người, các người. Bên này Hoa Vân đã ngừng run rẩy, ngơ ngác nhìn Diệp Đào và Chu Ngạo, đôi mắt đen thâm thúy ẩn nước mang theo vẻ tang thương. Chào mừng quay lại. Diệp Đào và Chu Ngạo cũng đứng lên. 100 năm rồi. Hoa Vân lao tới, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hắn ta làm gì còn quan tâm ân oán kiếp trước nữa, thoải mái ôm lấy hai người họ. Có một số lời lát nữa rồi nói,
Nhà họ Mạc vẫn còn rất nhiều người chuyển kiếp đó. Diệp Đào mỉm cười, vẫn còn sao? Hoa Vân vội vàng lau nước mắt, đương nhiên còn. Diệp Đào bay vút ra khỏi Thiên Sơn, phía Hoa Vân cũng theo sau. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Diệp Đào, bốn người lần lượt đáp xuống các đỉnh núi, lầu cát và cung điện trong Thiên Sơn nhà họ Mạc. Có thân phận thần tử nhà họ Mạc của Hoa Vân cũng bớt được rất nhiều chuyện, nhưng Hoa Vân dẫn theo ba người họ đi tới đi lui cũng khiến người nhà họ Mạc bối rối khó hiểu. Chẳng mấy chốc họ đã lần lượt tìm được từng người chuyển kiếp. Điều khiến Diệp Đào nuối tiếc là trong số người chuyển kiếp này của Nam Sở, Bắc Sở đều có, nhưng không có ai mà anh cực kỳ thân thuộc. Chỉ có một người duy nhất của Hàm Nhạc Tông, nhưng cũng là đệ tử ngoại môn của thế hệ Huyền Tự. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới lại tập trung trên ngọn núi của Hoa Vân. Nhìn từ trên xuống, có hàng trăm người, mọi người đều ngơ ngác nhìn Hoa Vân, không hiểu anh ta đưa mình tới đây làm gì. Hoa Vân cười trong nước mắt, không giải thích. Diệp Đào bắn ra tiên quang, từng tia bay vào đồng lông mày của mỗi người. Ngay sau đó, âm thanh ôm đầu kêu đau vang lên, từng ký ức đã bị phủi bụi dần dần hiện về. Diệp Đại Hào im lặng đứng nhìn, trong ánh mắt là ý cười thăng trầm, nhưng trong lòng lại thở dài cảm thán. Trên đường tới đây, anh đã đi qua hai tinh vực, nhưng số người chuyển kiếp tìm được rất ít, mà lần này lại là một bất ngờ, hàng trăm người chuyển kiếp đều luân hồi vào nhà họ Mạc. Hòa Vân cũng rất xúc động, làm sao hắn ta có thể ngờ được mình còn có thể đầu thai chuyển kiếp, rồi làm sao có thể ngờ được Diệp Đại Hào có thể tìm được tới đây. Càng không ngờ rằng nhà họ Mạc lại có nhiều người chuyển kiếp đến thế. Đây có lẽ là món quà của trời cao để họ có thể gặp nhau trong kiếp này. Sau đó mọi người lại ôm nhau, nước mắt rinh dài trên má, ai nấy đều khóc không thành tiếng. Hình ảnh này rất xúc động, trong tay mỗi người đều cầm một bình rượu, vẻ mặt thăng trầm mang theo những cảm khái về năm tháng. Họ nói những điều đã qua, nhớ lại người trong quá khứ, đó đều là những điều không thể nào quên. Không biết đến lúc nào, ngọn núi mới im lặng trở lại. Mọi người đều ngước nhìn tinh không với mái mặt tang thương, nước mắt lưng tròng, dường như có thể nhìn thấy núi sông hùng vĩ, nhìn thấy vùng đất họ đã dùng máu để bảo vệ qua tinh không. Đến một lúc nào đó, bỗng có người bay tới ngọn núi này, và người đó là Giao Khê. Vẻ mặt Giao Khê rất lạ, cô thấy hàng trăm người đều cầm bình rượu, ngẩng đầu nhìn sao. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng rất kỳ quái. Chủ yếu là vẻ ngoặt mặt của họ đều mang theo vẻ hoài niệm. Nhìn gì vậy? Giao Khê nói nhỏ rồi cũng ngẩng lên nhìn bầu trời như họ. Chỉ là cô làm sao biết được những người này đều là người có tâm sự. Chư thiên vạn vực được sống yên bình như hiện nay đều do năm tháng đó họ đã dùng tính mạng để đổi lại. Đó là một lịch sử đẫm máu. Trở về thôi. Hoa Vân dời mắt nhìn những người đại sở chuyển kiếp vào nhà họ Mạc. Hàng trăm người lần lượt đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hành lễ với Hoa Vân, đó là lễ nghi của nhà họ Mạc. Rồi họ hành lễ với Diệp Đại Hào, đó là lễ nghi dành cho Thánh Chủ Thiên Đình. Mọi người rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại bốn người phía Diệp Đại Hào và Giao Khê, người vẫn còn đang ngơ ngác, mông lung, không hiểu cái gì. Nhóm Diệp Đại Hào vẫn không lên tiếng, chỉ lắng lặng uống rượu. Cuối cùng, Giao Khê không nhịn nổi nữa, tiến lên dò hỏi Hoa Vân, sao hôm nay Huỳnh cứ lạ lạ như sao thế? Hoa Vân chỉ cười không nói, cũng không giải thích, chuyện này không thể giải thích rõ ràng được. Giao Khê bĩu môi, xoay người rời đi, trước khi đi còn nhìn về phía Diệp Đại Hào bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chính sự xuất hiện của ba người này mới khiến cho nhóm Hoa Vân trở nên kỳ quái như vậy. Sau khi cô rời đi, Diệp Đại Hào và ba người còn lại vắt tay sau gáy, nằm xuống đất, nhìn lên tinh không mờ ảo. Còn nhớ cuộc thi Tam Tông không? Cuối cùng vẫn là Hoa Vân lên tiếng trước, bị đánh không ngóc đầu lên được. Chu Ngạo ho khan rồi liếc nhìn Diệp Đại Hào, không chỉ có chúng ta, tất cả những người đối chiến với hắn đều rất thê thảm. Hoa Vân mỉm cười, hai người nói như vậy là mất vui đó, hay à, người giỏi cũng có người giỏi hơn mà. Chu Ngạo và Hoa Vân lắc đầu cười, ngày xưa họ tuổi trẻ ngông cuồng, mọi ân oán đã biến mất từ lâu, hiện tại họ chỉ nhớ tới đại sở. Mãi tới đêm khuya, Diệp Đại Hào mới đứng dậy, vặn vẹo xoay mình, nhìn Chu Ngạo và Hoa Vân đã ngủ say, rồi nói với Nguyệt Kỳ Huân, ta đến các cổ tinh khác xem thế nào, hy vọng có thể tìm được nhiều người chuyển kiếp nữa. Sẽ tìm được thôi.
Diệp Đào khẽ cười, bước ra khỏi núi rồi bay ra khỏi Nam Thiên Tinh như một tia thần mang. Minh Vương Tinh vẫn chìm trong khói mù. Nhìn từ trên xuống, cả Tiên Sơn Minh Vương đổ nát đầy ắp bóng người. Vùng đất này cũng đã bị bao phủ bởi băng giá do sát khí kinh người tỏa ra. Đất trời im ắng đến mức đáng sợ. Không biết bao lâu sau, đại trưởng lão của Minh Vương Tông mới lên tiếng. Lão tổ, tinh nguyên của Minh Vương Tinh đã bị lấy đi. Không bao lâu nữa, cổ tinh này sẽ trở thành một cổ tinh với nguồn linh lực ít ỏi. Người muốn nói gì? Minh Vương lão tổ trầm giọng hỏi. Đổi một cổ tinh khác, xây dựng lại Minh Vương Tinh. Xem ra, ngươi đã có mục tiêu. Minh Vương lão tổ nhìn đại trưởng lão của Minh Vương Tông. Nam Thiên Tinh. Đại trưởng lão nói ngay, tuy cổ tinh đó không lớn bằng Minh Vương Tinh, nhưng vạn vật tốt tươi. Quan trọng nhất là nhà họ Mạc của Nam Thiên Tinh không có thánh nhân trấn giữ. Vậy thì giết đi. Minh Vương lão tổ hừ lạnh. Khi Bình Minh đến như vậy, Diệp Đào lại dừng trước một tinh không. Cả đêm hôm qua, anh đã tìm không dưới 10 cổ tinh, nhưng không may mắn như Nam Thiên Tinh, không tìm được một người chuyển kiếp nào. Phía xa là một cổ tinh không lớn, cũng không nhỏ, tỏa ra thần quang chói mắt, rất thu hút ánh nhìn trong tinh không này. Diệp Đào trải bản đồ sao ra, xác định vị trí, tìm được cổ tinh này trên bản đồ. Thanh Diệu Tinh. Diệp Đào nói, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Anh nhớ lại thần tử của Thanh Diệu Tinh và hai cảnh giới hoàng tùy tùng của hắn ta. Hai lần bị anh đánh ngã, lột sạch chỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Tạo nghiệp rồi. Diệp Đào cất bản đồ sao đi, rồi bay vào Thanh Diệu Tinh như một tia tinh quang, đáp xuống đỉnh một ngọn núi dốc. Đầu tiên, anh nhìn quanh bốn phía, sau đó bắt đầu bấm đốt tay, nhẩm tính. Ồ, có thật này. Tính xong, hai mắt Diệp Đào sáng lên, anh không chút nghĩ ngợi, bay về một hướng. Không biết mất bao lâu, anh mới dừng lại dưới Tiên Sơn. Trùng hợp chính là gia tộc của thần tử Thanh Diệu Tinh, cũng chính là thế lực lớn duy nhất ở Thanh Diệu Tinh, tên là Thanh Diệu Tông. Ba vị chuẩn thánh. Diệp Đào nhìn quanh Tiên Sơn Thanh Diệu, rồi bước vào. Kẻ nào? Trong Tiên Sơn Thanh Diệu, chợt vang lên tiếng quát lạnh lùng. Ba bóng người như thần mang đi tới từ ba phía. Một lão già mặc áo tím, một bà lão tóc trắng, một thanh niên yêu dị, chặn Diệp Đào tại vùng hư thiên đó. Theo sau, còn rất nhiều trưởng lão của Thanh Diệu Tông. Ta tìm người. Diệp Đào nói xong, vẫn ngó ngang ngó dọc trong Tiên Sơn Thanh Diệu, cuối cùng dừng lại tại một đỉnh núi. Hỗn sược! Ba đại lão tổ của Thanh Diệu Tông quát lên giận dữ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người không chút kiêng dè gì cứ thế xông vào như thế này. Không nói gì đã tìm người, hơn nữa còn dám phớt lờ bọn họ. Diệp Đào thực sự phớt lờ bọn họ thật, bước lên trời đi thẳng tới ngọn núi đó, muốn chết. Lão giả tím hư lạnh, vung tay về phía Diệp Đào. Diệp Đào không quan tâm, thi triển thúc địa thành thốn, tránh được một chưởng đó. Anh tránh đi thì không sao, nhưng thanh niên yêu dị đuổi theo phía sau anh lại gặp nạn, nhận ngay một chưởng của lão già áo tím rồi văng ngược ra ngoài, va vào ngọn núi. Khốn kiếp! Lão già áo tím vô cùng tức giận, lấy sắc kiếm màu đỏ ra lăng thiên chém về phía Diệp Đào. Diệp Đào lấy đại đỉnh ra, quay người đập về phía đó. Lão già áo tím giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau đã bị đánh bật. Trùng hợp là thanh niên yêu dị lại vừa đuổi tới, hai người lập tức va vào nhau, khiến cho một ngọn núi phía sau sụp đổ. Mạnh vậy sao? Bà lão tóc trắng kinh hãi, rất nhiều trưởng lão của Thanh Diệu Tông cũng sợ sệt, nhất thời không dám hành động hấp tấp. Ta tìm người. Diệp Đào nói lại lần nữa rồi cất bước đi vào. Phía sau anh, bà lão tóc trắng và rất nhiều trưởng lão của Thanh Diệu Tông thật sự không nhúc nhích. Đến lão già áo tím và thanh niên yêu dị đang chật vật kia cũng trở nên ngoan ngoãn. Thực lực của Diệp Đào vượt xa dự đoán của họ. Kẻ mạnh như vậy không phải là người mà bọn họ có thể động đến. Nếu anh đã tới tìm người thì cứ để cho anh tìm, tìm được thì sớm rời đi. Nếu khiến anh nổi giận thì đừng nói là bọn họ, cả Thanh Diệu Tông đều sẽ gặp nạn. Toàn bộ Thanh Diệu Tông, các cao thủ đông đúc chật kín bầu trời, cũng không ai dám hành động. Ở bên này, Diệp Đào đã đáp xuống ngọn núi đó. Đập vào mắt anh là từng con linh thú, đa phần là hạc tiên. Đây là một ngọn núi chuyên nuôi linh thú. Những con hạc tiên này đều có linh trí, dường như cảm nhận được sự cường đại của Diệp Đào. Chúng run rẩy bò rạp trên đất, không dám nhúc nhích, sợ làm Diệp Đào tức giận thì sẽ bị mang đi hầm canh. Diệp Đào bước ra, dừng lại trước một linh điện,
Chính xác hơn là một vườn rau, trong đó có một con heo. Phải công nhận rằng con heo này rất mập, trắng trẻo, mõm mĩm, hơn nữa còn rất tận tụy. Từng cây cải lớn trong vườn đều bị nó đào lên. Chắc Hùng nhìn qua cũng có chí cầu tiến đấy chứ. Diệp Đại Học cảm thán đầy ẩn ý, dường như đã nhìn ra ai đó, đó là ai chuyển kiếp. Con heo có vẻ không lanh lẹ cho lắm, đám tiên hạc đều đã bò rạp trên đất, còn nó thì lắc cái mông to tròn tập trung đẩy bắp cải, đào hết cây này đến cây khác. Bên ngoài đỉnh núi, ba vị chuẩn thánh của Thanh Thanh Diệu Tông đã tới. Thấy Diệp Đại Hào nhìn con heo trong vườn thì vẻ mặt họ trở nên kỳ lạ. Không phải người nói, người tới tìm người sao? Nhìn chằm chằm con heo này là có ý gì chứ? Cuối cùng vẫn là lão giả tím bước lên, nói với vẻ mặt cung kính. Tiền bối, lúc này chúng ta đã mạo phạm người, mong tiền bối đại nhân, đại lượng đừng so đo với chúng ta. Rồi sao? Diệp Đại Hào thản nhiên hỏi, vẫn tập trung nhìn con heo trong vườn rau. Thanh Diệu Tông năng lực còn yếu kém, mong tiền bối nhận lấy thứ này. Lão giả áo tím vội tiến lên, đưa ra chiếc túi càn khôn cao cấp, bên trong chứa khá nhiều bảo vật. Diệp Đại Hào đương nhiên không khách sáo, đưa tay nhận lấy. Ta mang con heo này đi. Thanh Diệu Tông không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến gì đâu ạ. Vậy thì tốt. Diệp Đại Hào đưa tay tóm lấy con heo vẫn đang chăm chỉ đào bắp cải kia, xoay người bay ra khỏi Thanh Diệu Tông. Thấy Diệp Đại Hào rời đi, tất cả mọi người trong Thanh Diệu Tông đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba vị chuẩn thánh cũng lau mồ hôi lạnh, cũng may mang theo ít bảo bối, nếu không thì đã gặp họa lớn rồi. Ở đây, Diệp Đại Hào đã bay ra khỏi Thanh Diệu Tinh. Thú vị thật. Suốt dọc đường đi, anh đều mang theo con heo, thi thoảng còn búng vào con gà con của nó, khiến con heo khóc lóc muốn bỏ chạy, nhưng bị Diệp Đào giữ chặt. Màu, đánh nhau rồi. Khi còn đang chơi đùa vui vẻ, Diệp Đào chợt thấy có hai đạo thần hồng vụt tới. Nhưng khi đi ngang qua Diệp Đào, họ lại vô thức nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái. Vùng tinh không đẹp như thế này mà ngươi lại dắt heo đi dạo là có ý gì? Còn gì nữa, đi thôi. Có người thúc giục, chậm là không kịp xem kịch thay của Nam Thiên Tinh đâu đó. Nam Thiên Tinh? Diệp Đào nhướng mày, thuận tay kéo một người qua đường lại. Nam Thiên Tinh, làm sao đấy? Anh nhìn người đó không rời mắt. Có đánh nhau. Người đó sợ hãi nhìn Diệp Đại Hào, có thể một tay nhấc một cảnh giới hoàng như hắn ta. Chỉ cần não không uống nước đều sẽ đoán được thực lực của Diệp Đại Hào, hơn nữa còn kiểu cực kỳ mạnh. Đánh nhau sao? Diệp Đại Hào khẽ cau mày, đánh với ai thế? Minh Vương Tông. Người đó vội đáp, Minh Vương lão tổ dẫn theo chín chuẩn thánh sát phạt tới. Muốn chết. Diệp Đào lập tức thả người cho con heo vào hỗn độn thần đỉnh, rồi lao vun vút về Nam Thiên Tinh. Tốc độ kinh hoàng khiến hai tu sĩ ở bên cạnh đều sửng sốt. Bùm bùm bùm. Trên Nam Thiên Tinh, tiếng nổ ầm vang rung chuyển đất trời. Nhìn từ xa, bên ngoài tiên sơn nhà họ Mạc, chật kín người bao vây tiên sơn, không còn một kẻ hở. Người tới là cao thủ của Minh Vương Tông, Minh Vương lão tổ và chính là chuẩn thánh của Minh Vương Tông cũng nằm trong số đó. Khí thế ngút trời nghiền ép khiến mưa thiên sụp đổ, cả Nam Thiên Tinh trở nên hỗn loạn. Ngoài ra còn có người tới hóng chuyện, từng đoàn lại từng đoàn, tất cả đều chỉ trỏ trỏ vào tiên sơn nhà họ Mạc. Thế này là thế nào? Sao Minh Vương Tông và nhà họ Mạc lại đánh nhau thế chứ? Các thủ sĩ tới sau ngờ vực hỏi. Chưa nghe nói sao, tối hôm qua lại có người tới làm loạn ở Minh Vương Tông, tiên sơn Minh Vương trở thành một đống đổ nát. Minh Vương Tông ân vùng báo địa Nam Thiên Tinh này nên đánh nhau với nhà họ Mạc đấy. Không phải chứ, tiên sơn bị phá thì có thể xây lại. Minh Vương Tông là một cổ tinh lớn, nói bỏ là bỏ sao? Điều này thì ngươi không biết rồi đó. Có lão bố tu sĩ biết chuyện bèn vút râu kể lại. Nghe nói có người bí ẩn đã lấy đi tinh nguyên của Minh Vương Tinh, vài năm nữa Minh Vương Tinh sẽ trở nên kiệt quệ. À, thì ra là vậy. Lần này chắc nhà họ Mạc thua rồi, tuy có chín chuẩn thánh nhưng không có thánh nhân nào. Minh Vương Tông, các ngươi ức hiếp người quá đáng. Giữa những tiếng bàn tán trong tiên sơn nhà họ Mạc vang lên tiếng quát tức giận. Không cần nhiều lời nữa, cút khỏi Nam Thiên Tinh đi. Minh Vương lão tổ hừ lạnh, âm vang như sấm. Tự đi thì còn giữ được cái mạng, nếu chiến thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Muốn đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Tiếng hét của thánh chủ nhà họ Mạc vang trời. Ông ta biết rõ sự cường đại của Minh Vương Tông. Nếu là ngày thường thì họ sẽ rút lui khỏi Nam Thiên Tinh. Nhưng ngày nay thì khác.
lão tổ nhà Mạc đang độ kiếp, hơn nữa còn đang dùng khi thiên pháp trận để che giấu khí tức. Nếu bị phát hiện thì sao Minh Vương lão tổ có thể cho lão tổ nhà họ Mạc sống sót? Huống hồ người độ thiên nhân ngũ suy kiếp không thể di chuyển thân thể, nếu không sẽ có thể hồn bay phát tán bất cứ lúc nào. Vì thế nhà họ Mạc chỉ có thể ngăn cản, hy vọng kết giới hồ sơn có thể kéo dài thời gian cho lão tổ đột phá, đánh cho lão phu. Minh Vương lão tổ hạ lệnh, giọng nói hư ảo chấn động đất trời, mang theo uy nghiêm không thể chối cãi. Lập tức hàng nghìn công kích pháp trận được bày khắp chư thiên, đồng thời quét ra thần mang vô song. Các cao thủ của Minh Vương tông cũng không nhàn rỗi, nào pháp khí, nào thần thông, nào trận đồ cường đại, tất cả đều nhắm thẳng vào kết giới hồ sơn của tiên sơn nhà họ Mạc. Bùm bùm bùm, ngay lập tức thế giới trở nên hỗn loạn. May mắn cho nhà Mạc là kết giới hồ sơn của họ khá vững chắc, không bị sụp đổ dưới làn sóng tấn công kinh khủng này. Nhưng họ cũng phải trả giá cho điều này. Rất nhiều người tu vi yếu đã hóa thành huyết vụ, chết tiệt. Trên đỉnh núi, Hoa Vân hừ lại một tiếng, sát khí vô hạn. Mong Diệp Đại Hào có thể về kịp lúc. Chu Ngạo hít sâu một hơi, đối đầu trực diện thì nhà họ Mạc không sợ Minh Vương Tông, chỉ sợ thánh nhân Minh Vương lão tổ. Nhà họ Mạc không có ai có thể sánh được với ông ta. Một thánh nhân có thể đủ để xét quét sạch cả tông. Sắc mặt người nhà họ Mạc không có chút máu, dường như họ đã biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Nhà họ Mạc không có thánh nhân trấn giữ, làm sao có thể ngăn cản được đòn tấn công của Minh Vương Tông đây? Đánh, đánh cho ta! Thánh chủ Minh Vương gào thét như con chó điên. Người của Minh Vương Tông cũng như kẻ điên, ai đấy đều dữ tợn, liên tục tung ra chiêu lớn